Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Barca thắng nghẹt thở trước hiện tượng La Liga. Trong ngày Messi tiếp tục vô duyên với bàn thắng, còn Barca thi đấu không quá hay, đội chủ sân Nuka vẫn có 3 điểm quý giá để bám đuổi Real Madrid. Đón tiếp Getafe trên sân nhà, Barcelona nhập cuộc chậm rãi trước lối chơi áp sát và đầy kỷ luật của đối thủ. Lionel Messi và các đồng đội gặp khó trong việc triển khai tấn công, trong khi bên phía đối diện, đội khách này thi đấu tương đối tự tin. Neymar một lần nữa làm tung lưới Barca, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng của cầu thủ Getafe. Sau tình huống đó, chủ nhà mới bắt đầu lấy lại thế trận. Phút thứ 34, Messi thể đẳng cấp siêu sao với đường kiến tạo đẹp mắt để Griezmann thoát xuống ghi bàn thắng mở tỷ số. Chỉ sau đó 5 phút, đến lượt Sergi Roberto lập công giúp đội chủ nhà, dù không quá vượt trội nhưng vẫn dẫn trước 2 bàn sau 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu, điều đó khiến Getafe dù rất muốn nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Tuy nhiên, với những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội khách cuối cùng cũng có được niềm vui. Phút thứ 67, cầu thủ vào sân thay người Angel Rodriguez thực hiện cú đá nối đẳng cấp hạ gục Stegen, nhen nhóm hy vọng có điểm cho các cầu thủ đối khách. Những phút cuối cùng, nỗ lực kiếm điểm của Getafe khiến trận đấu diễn ra với sự hấp dẫn cao độ. Cả hai bên đều có những cơ hội rõ rệt để ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, không đội nào có được điều mình cần. Với thắng lợi 2-1 đầy quý giá, Barca vươn lên bằng điểm với đội đã dẫn đầu Real Madrid. Còn với Getafe, họ vẫn vững vàng ở vị trí thứ 3 La Liga. Liverpool tiếp tục vô đối tại Ngoại hạng Anh. Con đường tới chức vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool tiếp tục được rút ngắn sau chiến thắng có phần vất vả trên sân của đội bất bảng Norwich. Dù phải làm cách, Liverpool vẫn dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Norwich chủ động thi đấu với đội hình thấp và tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà, cầm bóng vượt trội trong suốt hiệp 1, nhưng Liverpool lại không có nhiều tình huống đáng chú ý lên khung thành của Norwich. Không như vậy, giờ có của suýt chút nữa phải trả giá. Phút thứ 35, Lucas Rouge và Pukki thoát xuống phá bẫy về vị, nhưng bộ đôi bên phía đội chủ nhà lại không thể đánh bại thủ môn Alisson trong pha đối mặt. Sau giờ nghỉ giải lao, Liverpool chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, giờ có vẫn tỏ ra bất lực trước hàng thủ thi đấu cực kỳ lăn xả của đội chủ nhà. Trước tình hình này, huấn luyện viên Klopp quyết định tung Sadio Mane vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Sự thay đổi này đã mang lại tác dụng khi chính tiền đạo người Senegal là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 78 sau pha xử lý và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp. Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng vất vả 1-0 trước Norwich để qua đó tiếp tục kéo dài mà trận bất bại tại Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, đội bóng của Arvin Klopp đã bỏ xa đội xếp sau Man City lên tới 25 điểm và tiến gần hơn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm chờ đợi. Neymar chọc giận PSG, thay vì dành thời gian để nghỉ ngơi nhằm mau chóng hồi phục chấn thương xương sườn, tiền đạo người Brazil lại di chuyển tới Düsseldorf của Đức để tham dự một sự kiện thời trang. Hành động của Neymar được báo AS mô tả như muốn chọc giận PSG. Báo Nipperson của Pháp tiếp tục chỉ trích cựu ngôi sao của Barca. Họ viết, Neymar đang đá trận đấu nào thế? Người hâm mộ PSG cũng lên tiếng chỉ trích, hoài nghi sự tận hiến của tiền đạo 28 tuổi với câu lạc bộ. PSG sẽ không cấm Neymar tiệc tùng hoặc tham dự các show diễn thời trang nếu anh có được thể trạng khỏe mạnh. Đằng này khi cái xương sườn vẫn chưa hoàn toàn khỏi đau, ngôi sao xứ Samba vẫn hoạt động bình thường. Điều này về lý thuyết có thể khiến Neymar bị tái phát chấn thương. Vào giữa tuần sau, PSG sẽ trở lại Champions League và gặp Borussia Dortmund. Huấn luyện viên Thomas Tuchel của đại diện nước Pháp cho biết không chắc 100% Neymar sẽ kịp bình phục để ra sân. Trong bối cảnh PSG đang lo tận răng, thì hợp đồng trị giá 222 triệu euro lại xem thường phép tắc và chọc giận câu lạc bộ. Cũng theo AS, bài nào PSG cảm thấy nóng mặt vì Neymar toàn lo chống hoạt động không dính tới bóng đá. Anh chưa hề đặt sự tận hiến với đội chủ sân Park The Princess lên hàng đầu. Nhiều người cũng đặt dấu hỏi về việc giữ gìn sức khỏe của cựu sao Barca và muốn biết anh có thực sự nghiêm túc với PSG hay không. Neymar mất hút khỏi đội hình PSG kể từ bữa tiệc sinh nhật đầu tháng 2, hồi 2018 và 2019. Cây săn bàn này cũng thông báo dính chấn thương ngay trước ngày sinh nhật. Đây không phải điều mà gã nhà giàu nước Pháp mong muốn, bởi họ kỳ vọng rất nhiều vào ngôi sao của Brazil tại mặt trận Cúp Châu. Dù vậy, có Neymar thì PSG vẫn trắng tay ở Champions League. Tệ hơn, khi đội chủ sân Park The Princess cần số 10 nhất, cầu thủ này lại làm bạn với chấn thương, không đủ sức thi đấu. Nhưng Neymar lại thừa năng lượng để tham dự những buổi tiệc tùng trong lúc sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục hẳn. Với PSG, chi ra 222 triệu euro để đổi lấy một cầu thủ với cá tính lạ thường như Neymar thật sự là một cái kết đắng. Kết quả Amiens 4-0 cho PSG đuổi bắt điên rồ, PSG sẽ tạo nên một cục ngược dòng vĩ đại. Những điều khó tin nhất đều đã xảy ra trên sân của Amiens khi đội chủ nhà tí hon đã dẫn PSG tới 3 bàn chỉ sau 40 phút.
nhưng chung cuộc sau 90 phút, hai đội hòa nhau 4 đều với bàn thắng cuối cùng được ghi trong phút bù giờ. Trước trận đấu, có lẽ 100% khán giả đều nghĩ tới không chỉ là một chiến thắng mà còn là một chiến thắng đậm cho PSG. Đội chủ nhà Amiens đang nằm trong khu vực đệm đỏ, còn PSG thì dẫn đầu bảng xếp hạng và bỏ xa đội xếp thứ hai là Marseille tới 13 điểm. Huấn luyện viên Thomas Tuchel thể hiện rõ mong muốn ăn tươi nuốt sống đội chủ nhà khi dù không có sự phục vụ của Kylian Mbappe và Neymar, ông vẫn có một hàng công trong mơ với bốn họng súng Mauro Icardi, Edinson Cavani, Angel Di Maria và Julian Draxler. Thế nhưng những diễn biến trên sân nằm ngoài sự tính toán của Tuchel. Chỉ sau 40 phút, Amiens vượt lên dẫn trước tới 3-0. Trong một ngày, các chân sút chủ nhà thăng hoa cộng với sự hớ hênh khó hiểu của hàng thủ PSG đã tạo nên một kịch bản điên rồ. May cho PSG là trước khi kết thúc hiệp 1, Ander Herrera trong trận đấu phải xuất phát ở vị trí hậu vệ phải lạ lẫm, thắp lên hy vọng bằng màn gỡ một đều. Sang đến hiệp 2, Tuchel ngay lập tức tung Marquinhos và Marco Verratti vào sân để giành lại quyền kiểm soát thế trận. Những sự thay đổi của chiến lược gia người Đức đã phát huy tác dụng, nhưng người cụ thể hóa áp lực tạo ra lại là một cái tên lạ lẫm. Tanguy Kouassi, trung vệ sinh năm 2002, trở thành người hùng của PSG khi lập một cú đúp chỉ trong vòng 5 phút, từ phút thứ 60 đến 65 để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Trước khi đến phút thứ 74, Icardi hoàn tất màn lộ ngược dòng trong mơ với việc ghi bàn thắng thứ 4 cho PSG. Thế nhưng, đúng vào lúc người hâm mộ PSG tưởng có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn, thì vào phút bù giờ thứ 1, Guirassy một lần nữa tỏa sáng để ấn định tỷ số 4 đều. Hòa đáng tiếc, PSG có một bài học để đời nhưng vẫn giữ được khoảng cách an toàn trên đỉnh bảng xếp hạng. Juventus chia đậm và đổi 2 ngôi sao để mua lại Pogba. Theo báo giới Italia, Juventus lên kế hoạch chi tiết để mua lại Paul Pogba vào mùa hè tới. Theo tiết lộ của siêu cò Mino Raiola, Paul Pogba muốn trở lại Juventus và coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Thương vụ này hoàn toàn có thể xảy ra ở phiên chợ hè 2020, bởi Manchester cũng không còn tha thiết giữ chân tiền vệ người Pháp. Chưa rõ kế hoạch của Manchester ra sao, chỉ biết rằng Juventus đã sớm lên kế hoạch đưa Pogba trở lại. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ La Gazzetta dello Sport, lão bà đã sẵn sàng chi ra 150 triệu euro, tương đương với 125 triệu bảng cho thương vụ này, bao gồm cả tiền lương. Không chỉ vậy, để thuyết phục Manchester, nhà đương kim vô địch Serie A còn chấp nhận để tiền vệ Aaron Ramsey và Arjen Rabiot di chuyển theo chiều ngược lại. Ramsey và Rabiot là hai thương vụ miễn phí của Juventus. Tuy nhiên, ở sân Allianz, bộ đôi tiền vệ này không thể được nhiều như sự kỳ vọng. Jorge Sarri muốn cải tổ hàng tiền vệ của Juventus vào mùa hè 2020 nên Ramsey và Rabiot bị xếp vào danh sách cần thanh lý. Theo La Gazzetta dello Sport, Juventus đã lên kế hoạch mua lại Paul Pogba ngay sau khi có thông tin cho rằng Manchester sẵn sàng giảm mức giá yêu cầu với tiền vệ người Pháp. Cụ thể, quỷ đỏ sẽ cân nhắc để Pogba ra đi với mức giá 100 triệu euro, tương đương với 83 triệu bảng. Ở mùa giải này, Pogba dính chấn thương mắt cá dai dẳng nên anh mới chỉ có 8 lần ra sân cho máu Manchester. Đây là một trong lý do khiến quỷ đỏ không thể đòi hỏi mức phí lớn với các câu lạc bộ khác. Ngoài Juventus, Real Madrid cũng dành sự quan tâm tới Paul Pogba. Tuy nhiên, ở phiên chợ hè năm ngoái, đội bóng hoàng gia đã chi khá đậm để cải tổ lực lượng. Do đó, trong cuộc đua vào mùa hè tới, Juventus có lợi thế lớn hơn cả. Quá trình bóc phốt Man City diễn ra như thế nào? Bắt đầu từ những email bị bại lộ về việc khai khống khoản thu từ tài trợ, UEFA đã tiến hành điều tra và cuối cùng đưa ra án phạt cho Man City. Sự kiện khiến cả thế giới bóng đá quan tâm lúc này chính là việc Man City bị UEFA cấm tham dự Champions League, các cúp châu nói chung hai mùa giải tới 2020-2021 và 2021-2022. Đây là cú sốc lớn với nhà đương kim vô địch Premier League, đồng thời được coi là lời cảnh tỉnh đủ sức nặng với những câu lạc bộ châu muốn dùng tiền để đổi đời. Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở từ ngày 5 tháng 11 năm 2018 khi tờ báo của Đức Der Spiegel cáo buộc Man City và các nhà tài trợ của họ đã thao túng những hợp đồng tài trợ để qua mặt UEFA, phá vỡ quy tắc của luật công bằng tài chính FFP. Cụ thể, The Citizen được cho là đã lừa dối UEFA bằng cách không thông báo việc chuyển tiền cho câu lạc bộ từ chủ sở hữu Say Mansour thông qua các nhà tài trợ liên kết với ông ta, đồng thời làm tăng giá trị thu nhập thương mại nhằm đáp ứng các quy tắc của FFP. Đáp lại, đội chủ sở Etihad mạnh miệng tuyên bố không bình luận về vấn đề này. Có thể giải thích dễ hiểu qua một trong email mà Der Spiegel khai thác được, chính xác là từ hacker Rui Pinto. Vào năm 2015, Man City khai rằng họ nhận được 67,5 triệu bảng từ nhà tài trợ chính là hãng hàng không Etihad. Tuy nhiên, thực tế Etihad chỉ là khoản tài trợ vỏn vẹn 8 triệu bảng, phần còn lại đến từ núi tiền của chủ tịch Mansour, thông qua công ty mà ông này làm chủ sở hữu là Abu Habi United Group.
The Citizen chính xác hơn là ông chủ của họ bị cáo buộc về việc làm ra những bản hợp đồng tài trợ ảo như vậy để lách luật của UEFA. Vào tháng 3 2019, UEFA bắt đầu tiến hành điều tra Man City với thông báo. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào những cáo buộc câu lạc bộ vi phạm FFP đã được truyền thông công khai thời gian gần đây. Hai tháng sau, vào ngày 13 tháng 5 2019, tờ New York Times đưa tin rằng các thành viên của cơ quan kiểm soát tài chính UEFA CFCB trong quá trình điều tra đã đề xuất phương án cấm nửa xanh thành Manchester dự Champions League ít nhất một mùa giải. Ngày 16 tháng 5 2019, phía Man City tuyên bố họ thất vọng nhưng không ngạc nhiên sau khi bị buộc tội bởi thành viên của CFCB. Tháng 6 2019, đội chủ sân Etihad gửi đơn kháng cáo đến tòa án trọng tài thể thao CAS về việc UEFA buộc tội và điều tra họ. Tuy nhiên, sau đó 5 tháng, CAS đã bác bỏ đơn kháng cáo cũng như yêu cầu trì hoãn điều tra từ các đại diện nước Anh. Vào ngày 12 tháng 2 vừa qua, CAS công khai những văn bản về việc Man City cố tìm cách giảm thiểu án phạt từ UEFA với luận điểm họ bị điều tra bởi những tài liệu bị rò rỉ một cách bất hợp pháp. Một trong những quan chức cấp cao của UEFA, Yves Nittemi, đã bác bỏ điều này, khẳng định câu lạc bộ nước Anh không có căn cứ và hành động không thể chấp nhận được. Đến ngày 14 tháng 2, Man City chính thức nhận án phạt cấm thi đấu hai mùa giải tới tại Cúp Châu, đồng thời bị yêu cầu nộp phạt 30 triệu euro tương đương với 25 triệu bảng. Đội chủ sân Etihad thêm một nữa thất vọng nhưng không ngạc nhiên, đồng thời tuyên bố sẽ theo kiện đến cùng để đòi lại công bằng cho họ. Dù vậy, viễn cảnh Man City có thể kháng cáo thành công là không cao. Trong trường hợp The Citizen kết thúc mùa giải hiện tại trong top 4 nhưng bị cấm dự Champions League 2020-2021, suất của họ sẽ thuộc về đội xếp thứ 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Và giờ, xin chào và hẹn gặp lại!